Bạn xuống đấy, ôn ôn từng ọc nìa, vừa một chút nìa xa cho thầm mây mà đoàn thiết hơi. Ai thằng ngày này đáy lục rú lợt vô bà thiên bọt mùi tiết, vẹp con chỉ mùi nàng rương tùm tiêu. Đại bà thiên bọt nấy kê này dây thá. Nâu bế đại kê chạp tùm dọc tù xùm lắp, tùm ban phải thả. Xa lạp cứ quạt mặt đáy cùng chai cốn, oi xôn bạch chmúc mân rùn nâu chỗ bọt xài. Nhưng bà thiên bọt nấy cứ tốm quạt ban này dây thà cá sạp và bọt quạt nó cứ một pi mà đài tiêu và mà đài này cứ mà đài tiêu nữa và trên nẹt cầm chai cứ trên nẹt phơi ở bãi ở bạc ở nửa riết ở prat prat bạn trên khi chọn đăng thà tới mà đài tiêu ban phơi sấy khác từ lời tôm ban chỉ tốm sấy tụm đẹp cầm hót ở mà đài tiêu bẹp nỉ mà trên cầm oi khát về vú dương mà mưa ông pi cầm rồng tay chẳng ọt nè bạn lùm nòm pành há mình đục rụp rụp đài cát một hơi ruột nửa lời lộn dương nỉ miền nào mà nét ai kích hot pi sẽ đầy sập lời đòi xa sẽ đầy sập cứ chia một đoạn rồi bỏ thòm chết đẹp đó oi mình nu sát rồi chết tu tu smờ smờ kia ca sập quay bao chia ca chia cùng hot gặp bệnh men tai về miền lệ cả nặng một đôi kia lời khắc sập đòi xa chủ ngữ khắc đòi xa cột nặng xình xình chấm này ai tốn nó không riêng tùng tiếu trầu sập giang về tình ý đòi mà ai mê chặt rứa xa sát bên chia oi oi chun chập luôn vô tu sầm lập to chúng nó phải nhà mới đấy xa phía khô khô rồi bỏ mặt đài tiêu bạch đi hơi từ nộp phế đấy kê chạp tùm dục tàu nút tùm cả sài thả sắp cứ quạt mặt đài cầm chài côn hỏi xôn bắt múc mến ruột nâu và chân dân mặt to to lớn chúng nó phải nhà tờ cá sài và cao rồi bỏ tùm miết bằng cóp ăn thần ấy đừng đạch lạc đầm bầy nghỉ xuống đó cao bỏ sài dương cọp bấy dù lập biệt lưu này bật thiên chì môn sần chẳng biết để trâu phần dối miễn biệt làm bạn sầm đau lớn ca bắt bóng ai dụ chỉ vật ai chừng này ở biệt cầm trái ní cứ bạn sẽ đầy tháng ca phơi ở nhiệt liệt prot pra bắt bạc thịt nè phần dối này bật thiên máu đợi ní bật thiên trong miền này thả ca bắt bóng ai dụ chỉ vật rồi bỏ tùng cứ mình đan một pin mà đài thiếu trên nẹt bồng bay bồng bạc cốn ở vỉn nia vì lơ lốc nỉ từ bạn chẳng riêng mình to từ lời ca bỏ sai chỉ cả phật na tam sâm đây là bỏ tùng đại sai lang càng lớn ít trong mình chạy tháng ca slap là bỏ tùng mình ăn một pi mình ai thiếu càng sòng chúng nói tìm mũi cứ quát chi mình cha lại thò mệt ta miên mà hai chật ta lục luôn anh mình đối sinh chết tân bỏ cốn sâm lăng khơi tai ẩm nai bồn sạc trọp sầm bạt chết thùng quát cùng bạn kết đo đây chưa chấp là bỏ cốn lời bố cứ bố chia prắc chiêng pre đội miên khleo mình chạy tha xong nâng mơn nguồn côn kề miền dù sắc thôn thiên tam bạc thân khàng chơn tức tu chèo thẹt đá chất chóng bạc thân á có miền cục bạn chẳng tam dược đăng từng ọc này hỏi tham mà đài tiêu cứ quát chì mà nốt lốt luôn mà nè bạn của ấy nâu phê đại đăng tha tung nâng xả lãnh tiêu hơi tung miền chiều kẹo kê kró mà đài tiêu bạn phơ ca bạc trang chùm tốt tăng bị đào mọ ở đây bên chất chùm cuộc tùng tì bạn chúm lấy tìm phi cứ ca bạc can vẫn nè bọn xa ở bọn một ai tiêu có chia mù là hẹt mà dạng đài rút quát khơi tùm cỏ miền thần ác trong tay chỉ mượn ai tớp quát cùng ái tất tuôn dọc bàn gặp ra cực một chỗ bái bầm bay đợi pra là bạch phơ bốt chỉ chửi thương ngấn oi tiêu một chia bẩn toàn cỏ bị bàn đang đồng năng tiêu trong một ai bằng không oi rượu ca đừng mượn nguồn túm co tổ tam rộng rộng quân ai thật bồn khmùng đồng bay nòm niếng tất lọc tử vinh cá để tung thừa bẹp đi có mình khâu bị cá cho tổ rọc sẽ đầy sạp đài mà dạng tiết bà sân bà tung chỉ nẹ miền có mình miền bà nhà hào vậy cả lăng lục đài tài ní tung cro tớ cùng ai quạp chất ở rộng bóng mặt đài tiểu bàn đội miền xâm đấy rộng bóng mặt đài tiêu chưa khoa tàng sở lãnh à tung miền mẹ ầu miền kích à xấu phiếc mà kê mình sủa kê miền rộng bóng trọng hòn chóng bà sọp à ạch mế ạch ba ai nà cả đò kê chấm nế tô lùng cũng tại cỏ và chẳng chồng chạy tha quát ham quát đánh tiêu của tha tại cao là cỏ chẳng tu bây giờ mấy cỏ về mình ai miễn đây tại dù dù tớ cũng tại cỏ tê đôi quạt mình chạy khle khẳng khói nè và chấm nế tô lùng cũng tại cỏ nè hãy chấm nói mùi tiết nô đại chưa cầm hoa bỏ mình ai tiêu chấm phục ca sao bỏ tùm đáy cứ sạc đầy lục luân bàn phương ở mình ai tiêu khai tôi chỉ mình xa hào khô khâu bệnh say dung khôn mình xóm chỉ mình miền thóa miền sát lục nông khuôn tì nè mà đái tiêu tốt chụp mình bàn mù muộc băng pran oi ngừng nghịch tô xá tô xạ một bằng bất mình kích mình quân thuân mình chân nè ấy chùm nói mùi tiết cư mình trâm tay mình nói tê mà đái tiêu bảo ông này luôn chỉ mà đài
ប្រើសិទ្ធិរំលោភបំពានលើកូនចាប់បង្ខំសម្លុតកូនស្រីក្នុងនេះប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់ចាស់គំរិលនំមិនធំជាងនាលប្រើសម្ដីអសរោះបាទដូចមានខ្លឹមសារក្នុងអត្ថបទនឹងបញ្ជាក់ថានាងម្ដាយសម្លក់សម្លឹងមុខកើតទុកព្រោះកូនគិតអល់ឯកជេរថាមិនចោររឹងដោយដែកអញចាប់មាត់ហែកបែកឥឡូវបាទចំណុចមួយទៀតក្រៅពីមានចិត្តពង្រត់ព្យាបាទហើយគាត់នៅមានចិត្តថ្មិលអន្តរធិយដោយធ្វើជាឃាតករតាមរយៈការពន្យុះអរជូននិងប៉ះពួកឲ្យចាប់ទុំយកទៅសម្លាប់ដោយមានសម្ដីថាស្រែកថាអរជូនខ្លួនមានបន់មិនគិតកែកុនឆាប់រហ័សចាប់អាទុំចោលចិត្តមេះទាញពីលើផ្ទះទម្លាក់ទៅហៅអស់ពួកក្រុមនាំវាឆាប់ចាក់បាញ់សម្លាប់កុំឲ្យនៅបាទអញ្ចឹងតាមរយៈសម្ដីនេះហើយគឺម្ដាយទៀវជាអ្នកដែលមេគំនិតក៏ជាឃាតករម្នាក់ធ្វើបិទតែគាត់មិនបានធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់ទុំដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែក៏ជាអ្នកដែលស្រែកបញ្ជាឲ្យអរជូននាំទុំយកទៅសម្លាប់ដូច្នេះហើយគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់ម្ដាយទៀវគឺសុទ្ធតែមានគំនិតអាក្រក់មកលើទុំរហូតដល់ថាទុបអារម្មណ៍ឡើងបានក៏បញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់ទុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្ដីរបស់ទុំយើងឃើញថាការដែលគាត់ស្រែកថាស្លាប់នេះព្រោះម្ដាយកំចាយកូនហ្នឹងវាត្រូវហើយបាទជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតឥឡូវយើងបន្តមកសរុបសេចក្តីតែម្ដងបាទសរុបសេចក្តីមកតាមផ្ខតាងទាំងអស់ខាងលើនេះហើយដែលអាចបញ្ជាក់បានថាការស្លាប់របស់ទុំគឺព្រោះតែម្ដាយទៀវយ៉ាងពិតប្រាកដបាទវាតម្លៃឆ្លងតាមការបកស្រាយសម្ដីរបស់ទុំនេះរួចមកយើងអាចវាតម្លៃបានថាសម្ដីនេះមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងដល់ការពិចារណារបស់មនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសម្ដាយឪពុកឲ្យមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យកុំប្រាក់អំណាចហួសហេតុដល់ថ្នាក់បំបត្តិជីវិតកូនដូច្នេះបាទយោបល់ណាដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាមនុស្សត្រូវប្រកាន់យកនូវការគិតពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកំហុសឆ្គងទោះក្នុងឋានៈជាកូនឬឪពុកម្ដាយក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនបាទចំពោះការធ្វើគម្រោងប្លង់តែរបស់លោកគ្រូពេលនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាបែបសង្ខេបខ្លីៗទេបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនបើជាមានកំហុសខុសឆ្គងឬក៏ខ្វះខាតចំណុចណាមួយក៏សូមបាទអភ័យទោសផងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា